Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã đến với Base Academy. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách để tổng hợp các công việc lặp lại trong doanh nghiệp của các anh chị, phục vụ cho hoạt động triển khai Base trong thời gian tới. Đầu tiên thì cũng giải thích tại sao chúng ta cần phải tổng hợp các công việc lặp lại như thế này. Lý do là sẽ có những công việc có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ hàng tuần hoặc là hàng tháng. Thay vì chúng ta phải tạo thủ công từng công việc mỗi tuần hoặc mỗi tháng, thì chúng ta chỉ cần tạo một lần trên hệ thống của Base thôi. Sau này khi mà cứ đến thời điểm đó là công việc đấy nó sẽ tự động sinh ra. Giống như ở đây, các thành viên đều có báo cáo theo từng ngày, thì ở trên đây mỗi một ngày nó sẽ hiển thị ra một công việc. Và công việc này là tạo tự động, chứ không cần một ai đó phải chủ động tạo mỗi ngày. Nó sẽ tiết kiệm thời gian giao việc cho cấp quản lý, cũng như là tự động nhắc nhở cho thành viên cần phải hoàn thành công việc đúng hạn. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị tổng hợp một file Excel như vậy. Khi mà anh chị có file Excel như thế này rồi thì sau này triển khai Base sẽ rất là dễ dàng, nâng cao được cái khả năng sử dụng phần mềm của người nhân viên. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ điền thêm một dòng là số 3 này. Báo cáo. Tồn kho. Anh chị sẽ chọn có thể là hàng tuần. Khi mà anh chị chọn hàng tuần thì anh chị có thể nhập các cái ngày mà mình muốn lắp lại, ví dụ như ngày vàng, VT2 đi hàng VT7. Còn nếu mà hàng ngày thì anh chị sẽ chọn là mấy giờ của ngày hôm đấy phải làm xong công việc này. Nếu mà là hàng tháng thì anh chị sẽ chọn những cái ngày mà lặp lại trong tháng. Giả sử như báo cáo nhân sự sẽ là báo cáo vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng này. Như vậy là bạn triển khai đọc vào là có thể hiểu các cái loại công việc lặp lại ở công ty của các anh chị. Tiếp theo thì người thực hiện anh chị cũng chọn. Cái danh sách người thực hiện này thì chúng ta cũng sẽ lấy tại phần Base Account, cái phần danh sách tài khoản này. Chính vì vậy nên là trước khi mà tổng hợp công việc lặp lại thì anh chị cần phải tổng hợp đầy đủ danh sách thành viên. Ở đây tôi có thể chọn một người. Người theo dõi này thì chúng ta cũng sẽ tắt tên hoặc là có thể bỏ trống. Thường người theo dõi sẽ là người quản lý trực tiếp hoặc là người cần phải nhận được cái báo cáo đó. Tiếp theo là mô tả công việc giống như là hướng dẫn để cái người nhân sự này có thể làm được hoàn thành công việc này một cách tốt nhất. Mẫu báo cáo nếu mà có thì anh chị sẽ chọn có ở đây và giúp tôi là đính kèm một cái file báo cáo mẫu, có thể là một link Google Drive hoặc là một cái file mẫu ở đây và ghi chú nếu có. Khi mà anh chị đã tổng hợp được đầy đủ tất cả các cái công việc lặp lại giống như thế này thì khi mà chúng ta bắt đầu triển khai, bạn chuyên viên triển khai có thể hoàn toàn hiểu được rằng công ty anh chị có những cái báo cáo, những cái công việc lặp lại nào để có thể hỗ trợ anh chị thiết lập một cách phù hợp nhất. Thông qua chức năng công việc lặp lại như thế này thì sau này khi anh chị sử dụng phần mềm sẽ giảm thiểu cái áp lực tạo việc và giao việc cho người khác, cũng như là nó sẽ tự động nhắc nhở cho người nhân viên khi đến hẹn và lưu trữ kết quả làm việc của nhân viên trên phần mềm. Và đó là tổng hợp tất cả những nội dung liên quan đến tổng hợp công việc lặp lại. Nếu có thắc mắc trong quá trình tổng hợp, anh chị có thể đặt câu hỏi ở dưới video này hoặc là có thể trao đổi trực tiếp với bạn chuyên viên tư vấn phần mềm Base. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.